Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại mình đang có mặt ở trên Bắc Ninh rồi mọi người. Mình hôm nay vừa mới từ quê lên, lúc trưa nay. Thì sáng nay shipper có giao cho mình này, và mình có nhờ nhờ anh ship là gọi là cứ giao để tầng 1 cho mình nhé. Xong đến chiều mình lên đến nơi mình bắt đầu mình mới nhận. Thì hôm nay mình sẽ về với bạn một thành viên mới mọi người ạ. Mọi người có đoán được hôm nay thành viên hôm nay sẽ là rùa gì không mọi người? Giờ mình sẽ tiến hành là khui hộp nha. Cái này dính chắc ghê. Wow, nó bự thật mọi người ạ. Mình có đặt ở trên mạng một chú rùa common full gold nhá. Đây để mình cho mọi người xem, nhưng mình không thể ngờ được là kích thước của nó to như này luôn ấy. Ồ, bên ngoài nhìn rất là to luôn, không biết là mọi người nhìn ở trên camera như nào. Mình đang nhìn ở bên ngoài rất là to. Mình phải cậy ra đã. Họ còn dán cả băng dính với cả là vải ở trong này này. Cái bọc này, con này nó to quá luôn. Size này size 13 nhá mọi người nhá, mình không ngờ là nó to được như này ấy. Trời, to vãi trưởng luôn này. Wow. Trời ơi, nhìn rất là khủng. Vẩy rồng nha mọi người. Wow. Mình tiến hành mình tách ra. Này, mọi người nhìn này. Wow. Rất là to luôn. Con này là mai vân gỗ nha mọi người. Trời, mình không ngờ là nó to thế này ấy. Nhìn rất là đẹp. Con này full gold nha. Bên dưới nó màu vàng này mọi người này. Wow. Mình sẽ hạn chế cầm lắc lư em ấy nhiều quá nha. Mình sẽ cố gắng cầm cố định này. Sau đó để một chỗ không là nó sẽ bị căng thẳng. Nhìn ngoài cực kỳ là to. Bạn này rất là đẹp nha. To vãi trưởng luôn. Thấy mình thấy có bảo là bị chảy mai một chút mà mình chảy yếm ấy. Thì mình là chảy ở đoạn nào nhỉ mọi người nhỉ? Mình nhìn mình không biết luôn. Như này là được 2 cái hả mọi người? À, mình sẽ để vào trong hộp này nha, để cho bạn ấy làm quen môi trường. Xong một lát nữa mình sẽ tiến hành là mình thả ít nước vào nhé. Đây, mình sẽ để cho bạn ấy làm quen môi trường đã. Rất là bự. Sau khi mà mình để bạn rùa này ngoài tầm 15-20 phút rồi ấy, mọi người, thì giờ mình sẽ tiến hành mình cho một chút nước vào nhé. Thì lần đầu mình sẽ để nước tầm khoảng là ngang mai thôi. Thì nhiệt độ nước là 30 độ C này, mình vừa cho một ít nước ấm này. Nước này thì mình có phơi ngoài trời với cả là cho muối vào rồi mọi người. Đây, mình sẽ để nước tầm ngang mai thôi. Đấy, mình cho nước vào, bắt đầu bạn ấy quậy này. Cho thêm một chút nước nữa. Ok, tạm thời thì mình cứ để nước như thế này đã mọi người nhé. Rồi sau đấy mình sẽ cho nước cao hơn. Ngoài ra thì hôm nay là mình có mua một cái sưởi như này nha mọi người. Rút kinh nghiệm từ cái bạn rùa lúc đầu mình mua ấy. Mình mua vào lúc thời tiết lạnh, nước khá là lạnh, có mười mấy độ C thôi. Và không có sưởi, chỉ có đèn thôi. Dẫn đến là bạn ấy bị phổi và đã không qua khỏi ấy. Thì hôm nay mình có vừa chạy ra hiệu này, mình mua luôn một cái đèn sưởi như này. Cái này thì nó sẽ không có cái để chỉnh nhiệt độ đâu mọi người ạ, mà nó sẽ mặc định nhá, tự động của nó sẽ là chỉnh về 28 độ C nha mọi người. Nó là cái nhiệt độ nước thích hợp cho cá với cả những cái loài sống dưới nước ấy. Đây, cái này thì nó ngoài nó khá là bé thôi. Cái này là mình đang dùng điện là 50W.
Đây mọi người, chỉ đây nó sẽ có những cái núm như này này để cho mọi người treo vào này. Có một cái nữa đâu ấy ta, để mình tìm đây. Đây rồi nha. Khi mà mọi người mua cái này về ấy, thì mọi người chỉ cần là thả cái này ngập vào trong bể như này thôi. Và mình nghĩ là bạn rùa chắc là bạn cũng sẽ không tớp cái này đâu. Còn nếu như cái bạn rùa kia là bạn ấy có đớp đấy, cái bạn rùa mình đang để ở nhà là bạn ấy sẽ đớp đấy. Nên cái này thì là nhựa, mọi người, bên ngoài nó sẽ là nhựa, nó không phải là thủy tinh nhá, nên là mình không sợ là nó bị vỡ, bị nổ. Mình sẽ chờ một lát nữa và mình sẽ đổ đầy cái bể này cho nước cao lên nha mọi người. Đây là sau khi mà mình đã cho nước vào đầy cái hộp này này. Đấy, có thể thấy là cái mai của bạn rùa này bạn ấy nổi lên khá là đẹp, khá là sắc nét, cái đường vân gỗ rất là to, rất là đẹp nha, mai rất là sáng. Cả cái sưởi này nó đang hoạt động này. Nước hiện tại mình đang đo, hiện tại đang là 28.6 nhé. Thì cái sưởi này nó sẽ lúc nào nó sẽ duy trì cái nhiệt độ nó tầm khoảng 28 đến 29 độ, để cho rùa có thể phát triển. Đây là ví dụ bạn nào theo dõi mình thì chắc là cũng biết được cái bể này mình để từ trước Tết này. Mình cứ để cá với cả là những cái rêu vào trong này thôi, bây giờ nó vẫn sống nhé. Bạn rùa thì tạm thời mình sẽ để bạn ấy ở trong bể này và mình sẽ tạm thời là xa lánh một thời gian nhé, để cho bạn ấy đỡ bị căng thẳng. Ok nhé. Có gì thì mình sẽ dừng clip ở đây. Hẹn gặp mọi người ở những clip sau nhé. Bye bye mọi người.